Thưa quý vị, hôm nay tôi trở lại chia sẻ gửi tới quý vị một câu chuyện đầy đau lòng đã xảy đến với một người phụ nữ như thế này. Biết tin chị dâu bầu nên vội đi thăm. Đến cổng ngõ thấy cảnh tượng chị khóc điên loạn mà tôi thắt lòng. Chi tiết của câu chuyện, nguyên nhân lý do ra sao thì sau đây tôi kính mời quý vị các bạn hãy cùng theo dõi và lắng nghe. Vì chị hoàn hảo như vậy mà mẹ tôi còn nhiều lần nhắc con gái phải học theo để sau này về nhà chồng cũng được mọi người yêu quý như chị. Chị dâu về nhà tôi làm dâu được 7 năm rồi. Vợ chồng chị ấy bị hiếm muộn nên phải thụ tinh ống nghiệm nhiều năm nay. Lần thụ tinh nào chị ấy cũng hy vọng, để rồi lại thất vọng tràn trề. 27 tuổi, chị dâu với anh trai tôi làm đám cưới. Khi ấy cả hai anh chị đều có công việc ổn định. Anh tôi là nhân viên kỹ thuật của một công ty máy tính, còn chị dâu làm biên phiên dịch cho một công ty ở nước ngoài. Đã vậy, chị còn kinh doanh thêm mỹ phẩm sách tay. Vì thế thu nhập của vợ chồng chị rất là tốt. Sau gần 3 năm lấy nhau, vợ chồng chị đã mua được nhà, mua xe. Cả nhà tôi ai cũng khen chị giỏi giang, tháo vát. Vợ chồng biết bảo ban nhau làm ăn và dành dụm. Đã vậy, chị dâu lại hiền lành, biết cư xử trước sau nên ai cũng quý mến. Vì chị hoàn hảo như vậy mà mẹ tôi còn nhiều lần nhắc con gái phải học theo để sau này về nhà chồng cũng được mọi người yêu quý như chị. Đi đâu, bố mẹ tôi cũng khen con dâu hiền thảo, hiếu nghĩa, sống biết trên dưới, hết lòng vì mọi người. Nhưng có lẽ ông trời không cho ai hết tất cả bao giờ và vẫn muốn thử thách chị. Vợ chồng chị cưới nhau đã lâu mà không có tin vui. Hai vợ chồng đi khám thì đều không gặp vấn đề gì. Bác sĩ cũng tư vấn. Với trường hợp như của anh chị thì tốt nhất làm thụ tinh ống nghiệm. Bao nhiêu tiền của đi làm dành dụm được, anh chị cứ dồn hết cho những lần chuyển phôi, cấy phôi và mang bầu. Sau bao chờ đợi, cũng đến ngày chị có tin vui. Không giấu được nỗi hạnh phúc, anh chị về khoe khắp nhà. Cả nhà tôi đều rớt nước mắt mừng cho chị. Nhưng không hiểu sao, dù thực hiện biện pháp thụ tinh ống nghiệm, nhưng cứ đến khoảng thai tuần thứ 12 đến 16 là chị lại bị sảy thai tự nhiên. Nhiều lần bác sĩ còn nghĩ chị tiềm ẩn bệnh lý nào đó khiến dễ bị sảy thai hơn, nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân dù làm nhiều xét nghiệm khác nhau. Cứ như vậy suốt 7 năm qua, là 7 lần chị không thể giữ thai sau thụ tinh ống nghiệm, khiến chị dâu rất là đau khổ. Như lần thứ 7 vừa rồi, biết bản thân mang bầu nhưng rút kinh nghiệm các lần trước thất bại, chị cố tình giữ bí mật. Chỉ khi thai trong bụng được 18 tuần, vượt qua được các mốc sảy thai cũ mới thông báo cho mọi người biết. Nghe tin chị dâu mang bầu, mẹ tôi lại cuống cuồng bảo con gái trở lên thành phố thăm. Nhưng hôm đó vừa lên đến cổng ngõ nhà anh chị thì hai mẹ con đã nhìn thấy chị dâu đang ngồi thất thần khóc điên loạn ở ngõ cổng. Một tay chị ôm bụng dưới vì đau, phía dưới chân đang chảy bao nhiêu máu từ vùng kín. Thì ra anh tôi vừa đi làm về, chị định đi ra ngoài ăn sáng, mới ra đến cổng ngõ thì đã bị như vậy. Mẹ con tôi vội đưa chị đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ nói không giữ được em bé,
cần phải thực hiện thủ thuật bỏ con. Mất đứa con thứ bảy, chị khóc như mưa và rơi vào tình trạng trầm cảm. Lúc câm lặng, lúc lại nói cười, lại nhại. Cả nhà tôi rất lo lắng cho chị. Cũng may sau vài ngày, chị cũng bình tâm lại, nhưng ít nói ít cười hơn. Chị bảo sẽ không bao giờ tiến hành thụ tinh ống nghiệm và mang bầu nữa. Nhìn chị dâu mà tôi thương thắt lòng, bởi tôi biết lúc nào chị cũng khao khát được làm mẹ. Mẹ tôi bảo hay là thụ tinh ống nghiệm có nguy cơ sảy thai cao hơn so với việc mang thai tự nhiên. Không biết tại sao lại khó giữ thai sau thụ tinh ống nghiệm đến thế các anh chị nhỉ? Vâng, một câu chuyện của một người phụ nữ quá đau lòng. 7 lần mang thai đều 7 lần không giữ được con. Cũng mong rằng quý vị lắng nghe, đưa ra những lời chia sẻ cho câu chuyện này. Tiếp theo, kính mời quý vị thưởng thức câu chuyện thứ hai. Chồng có bồ, vợ bắt được quả tang, về mách mẹ chồng. Nào ngờ bị bà bênh con trai, đổ lỗi cho con dâu. Tôi sống ở nhà chồng, hàng ngày bị mẹ chồng chèn ép, cộng thêm ấm ức vì chồng. Chồng có bồ, hết lần này tới lần khác, khiến tôi mệt mỏi, căng thẳng. Những tưởng lấy được người chồng hào hoa phong độ, con nhà giàu, số tôi sẽ sướng. Nào ngờ càng ngày tôi càng thất vọng với người chồng mình đã tự hào rất là nhiều. Cưới nhau tròn 5 năm, chừng đó thời gian tôi đã phát hiện ra chồng ngoại tình nhiều lần. Lần đầu phát hiện ra chồng ngoại tình, khi đó tôi đang mang bầu, đau khổ mà phải nhịn để tránh ảnh hưởng tới con. Chồng tôi lúc đó cũng ngon ngọt đủ kiểu, mong vợ tha thứ. Tôi nhẹ dạ mà bỏ qua. Nhưng rồi sau đó tôi phát hiện thêm chồng cặp kè với nhiều người khác, còn chối cãi. Cách đây 1 tuần, tôi phát hiện bắt quả tang chồng đang ôm ấp người khác ở góc quán cà phê. Chồng yêu cầu tôi bình tĩnh, đưa tôi về nhà để tránh làm mọi chuyện rắc rối, tránh mất mặt chồng và bản thân. Tôi theo chồng về nhà. Đến nhà tôi tức giận nói với mẹ chồng chuyện chồng ngoại tình trước đây vừa mới bắt quả tang. Tưởng được mẹ chồng bênh vực, nào ngờ thái độ thờ ơ, trách móc khiến tôi hụt hẫng. Mẹ chồng tôi quát tháo: có bới bới cái mồm không? Kẻo hàng xóm họ nghe thấy hết. Mà tôi nói cho cô biết nhé, cô xem lại bản thân mình đi. Phải như thế nào thì chồng nó mới có người bên ngoài? Đã kém sắc lại còn con nhà nghèo, lấy được con trai tôi là tốt số lắm rồi. Đòi hỏi gì nữa? Lấy chồng đẹp trai, hào hoa thì phải chấp nhận nó đào hoa. Không chịu được thì cứ thu dọn quần áo ra khỏi nhà này. Tôi choáng váng trước câu nói của mẹ chồng tôi đáp trả: con chịu đựng anh ấy nhiều rồi, đây không phải là lần đầu tiên. Nếu anh ấy không dừng lại, chẳng nhẽ suốt đời lăng nhăng, con bắt quả tang hẳn hoi. Chỉ muốn mẹ đứng ra khuyên giải anh ấy, không lo làm ăn, tối ngày chỉ bia rượu lại còn gái gú nữa. Thấy tôi nói có lý, mẹ chồng liền dịu giọng kéo vào phòng riêng tâm sự. Lúc này mẹ chồng tôi tiết lộ: mẹ biết con ấp ứng lắm, mẹ trước đây cũng từng như con. Nếu mẹ mà cũng làm ầm lên thì có lẽ giờ đã sống một mình rồi. Bố chồng con sẽ đi lấy người khác, con không chấp nhận được, chỉ có nước bị chồng bỏ mà thôi. Lúc đó khổ lây sang cả cháu nội tôi. Mẹ chồng khiến tôi rất là hoang mang. Bà rất chiều chuộng con trai, khiến anh ấy vô tâm với vợ, với con. Bây giờ mẹ chồng tôi tiết lộ chồng tôi có ghen ngoại tình, làm tôi thất vọng. Định vì con mà bỏ qua cho chồng, nhưng lại thấy hôn nhân của mình tương lai rất mù mịt. Tôi có nên ly hôn
hay là chấp nhận để tiếp tục sống với cái tiếng lấy chồng nhà giàu, đẹp trai hay không đây? Vâng, thưa quý vị và các bạn, hai câu chuyện có hai hoàn cảnh khác nhau. Tôi cũng mong rằng quý vị lắng nghe để đưa ra những lời chia sẻ, bình luận. Tôi rất chân thành cảm ơn. Đến đây tôi xin chào, hẹn gặp lại quý vị những video tiếp theo trên những kênh của tôi. Xin chào, tạm biệt.